Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến tuyến phố đi bộ tại khu đô thị Nam đường Vành Đai 3 sẽ hoạt động thí điểm trong năm 2022 và 2023, sau đó sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chi tiết ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 17 tháng 3, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cho biết, theo đề án, tuyến phố đi bộ tại dự án khu đô thị mới Nam đường Vành Đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Tuyến phố đi bộ mới này có chiều dài 889 m, trải dài trên diện tích 13.638 m2, mà cắt đường rộng 13 m, chiều rộng mỗi bên vỉa hè là 3,1 m. Được bổ sung 2 m khoảng lùi nhà phố, tạo ra một khoảng không gian thoáng, kết hợp cây xanh, tiểu cảnh, chỗ nghỉ chân. Khu vực ẩm thực, tổ chức các hoạt động ẩm thực bao gồm cả ẩm thực đường phố, khu trải nghiệm các nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực đa dạng màu sắc vùng miền. Khu vực thương mại dịch vụ, tổ chức các shop thời trang, mỹ phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới và của Việt Nam, bán hàng lưu niệm, văn hóa phẩm, hội chợ truyền thống hoặc hội chợ chuyên đề theo mùa. Khu vực văn hóa nghệ thuật, tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố, các hoạt động mang tính quảng bá nghệ thuật ra đại chúng, các show trình diễn nghệ thuật cá nhân, nhóm hoặc tổ chức, truyền tới công chúng niềm cảm hứng tình yêu nghệ thuật trong sự đa dạng và nhiều màu sắc. Tổ chức đường hoa theo tuyến, các điểm dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh, các cụm cây, hoa theo chủ đề, tranh, tượng, nghệ thuật sắp đặt, đem lại những trải nghiệm độc đáo cho người dân. Khu vực thể thao, tổ chức các hoạt động thể thao ngoài trời, thể thao đường phố, các sự kiện đồng diễn, các giải thi đấu mini cho nhiều môn thi đấu, patin, trượt ván, breakdance, đem lại không khí tươi trẻ, khỏe, đầy sức sống, tạo ra nhiều năng lượng tích cực, lành mạnh và tinh thần yêu thể thao. Thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ là 3 ngày cuối tuần, trong đó giờ hoạt động mùa hè là từ 19 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật, giờ hoạt động mùa đông là từ 18 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật. Dự kiến phố đi bộ sẽ thực hiện hoạt động thí điểm trong 2 năm 2022 và 2023, sau đó sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuyến phố đi bộ do Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai chủ trì, trực tiếp chỉ đạo, công ty cổ phần Bitexco được giao trực tiếp quản lý. Trước đó, tại văn bản 3474 ngày 29 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc thành lập tuyến phố đi bộ tại khu đô thị mới Nam đường Vành Đai 3, nằm trên địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Thưa quý vị, có lẽ đây là tin vui của đa số người dân khu vực Hoàng Mai nói chung, bởi đây là điều mà mọi người đều mong muốn. Và đến đây, thời lượng của chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.